Đang làm bài mà máy bị đứng, màn hình bị tắt đen, âm thanh bị rè, thí sinh khác nói quá to, hay gặp các vấn đề khác thì phải xử lý như thế nào? Chào các bạn, mình là Amy, trainer đến từ PT Helper. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thảo luận một vấn đề cực kỳ quan trọng đối với các bạn đang chuẩn bị thi PTE, đó là kinh nghiệm xử lý các vấn đề bất ngờ trong phòng thi. Hãy xem tới cuối video để nắm được cách đối phó với các tình huống bất ngờ này, từ đó có thể thi thật tự tin và đạt kết quả tốt nhất nhé. Toàn bộ quá trình thi PTE sẽ được thực hiện trên máy tính để đảm bảo sự công bằng, tính chính xác và sự bảo mật. Tất cả các thiết bị phòng máy sẽ được kiểm tra định kỳ để đảm bảo đủ yêu cầu giúp thí sinh làm bài một cách trơn tru. Tuy nhiên vì là hệ thống máy tính mà nên là vẫn có thể có những trường hợp máy móc trục trặc bất chợt. Chúng ta sẽ không biết được khi nào vấn đề nào sẽ xảy ra nên là chỉ có thể chuẩn bị những phương án đối phó để khi gặp vấn đề sẽ biết xử lý mà thôi. Những vấn đề kỹ thuật có thể xảy ra là máy tính bị delay chậm hơn thao tác thực tế hoặc bị treo hoặc thậm chí là bị tắt. Bàn phím thì bị liệt nút, mic không thu âm tốt, có tiếng lạ như bục bục giật giật, âm thanh audio bị rè. Để đảm bảo quyền lợi cho chính mình, mỗi khi có bất cứ vấn đề máy móc nào xảy ra, các bạn cần phải làm cùng lúc hai điều như sau. Tay trái giơ lên camera và vẫy để báo cho giám thị và hỗ trợ. 2. Tay phải thì viết thời gian time remaining và số câu của phần bài đang làm tới được thể hiện ở trên góc phải của màn hình. Điều này để thí sinh tự lưu ý về thời gian mà mình gặp vấn đề, đề phòng những trường hợp giám thị vào hơi chậm khiến cho bạn bị mất nhiều thời gian hoặc là thậm chí mất vài câu của bài làm. Thì khi giám thị vào tới bạn phải báo cho giám thị biết về điều này nhé. Hoặc là trong trường hợp hy hữu mà giám thị đang xử lý một vấn đề khác không vào kịp thời để hỗ trợ cho bạn. Nếu như thấy thời gian qua tầm 2-3 phút rồi, máy móc hoạt động lại bình thường rồi thì bạn phải chủ động làm tiếp bài làm của mình. Đối với những vấn đề máy móc này thì thường giám thị sẽ cần tạo một case number trên hệ thống để báo cho Pearson biết, đồng thời sẽ cần phải cung cấp số case này cho bạn. Nên cuối giờ các bạn nhớ hỏi giám thị để lấy số case này nhé. Còn nếu trong trường hợp giám thị bảo case của bạn không cần phải tạo số, bạn nên confirm xác nhận lại với giám thị một lần nữa và sau đó cứ về nhà chờ điểm thôi. Bài thi PTE chú trọng vào tính thực tế nên trong phần speaking của bài test, tất cả các thí sinh sẽ làm cùng một lúc trong cùng một không gian. Giữa các vị trí ngồi của thí sinh sẽ có một vách ngăn của phòng thi thực tế sẽ cao hơn đầu người để tránh trường hợp thí sinh này nhìn qua bài thí sinh kia. Và vì làm chung cùng một lúc như vậy nên phần thi speaking trong phòng test sẽ khá ổn. Tuy nhiên các bạn yên tâm là tiếng ồn này sẽ không ảnh hưởng tới chất lượng của âm thanh khi thu vào. Vì mic của phòng thi có chức năng noise cancelling rất là tốt, tuy nhiên thì tiếng ồn này sẽ có thể ảnh hưởng tới sự tập trung của các bạn. Nếu trong lúc đang làm bài speaking mà có một thí sinh nào đó nói quá to hơn mức bình thường, bạn cần phải làm những việc như sau. Đầu tiên, vẫn tiếp tục làm bài bình thường. Thứ hai, giơ tay trái lên camera để gọi giám thị vào. Thứ ba, khi giám thị vào rồi, tranh thủ lúc bạn kết thúc một câu bài làm, quay qua báo nhanh với giám thị là có thí sinh nói quá to để giám thị có biện pháp xử lý. Ngoài ra thì bạn nên tự chuẩn bị cho mình tinh thần và rèn sự tập trung làm bài trong môi trường ồn bằng cách luyện tập với video mô phỏng tiếng ồn. Cô Amy để link video dưới phần description, mọi người check vào luyện tập nhé. Và cô Amy có một tin vui cho các bạn đây. PT Helper vừa mới xây dựng xong phòng thi mô phỏng tại thành phố Hồ Chí Minh, trang bị toàn bộ các thiết bị y như phòng thi thật để các bạn có thể đăng ký và đến trải nghiệm môi trường thi trước khi thi thiệt nhé. Những vấn đề sức khỏe thì hoàn toàn bất khả kháng, tuy nhiên thì các bạn phải nắm được cách để xử lý cho mỗi trường hợp nhé. Sẽ có hai trường hợp lớn như sau. Trường hợp 1, có giấy xác nhận của bác sĩ về vấn đề sức khỏe. Ở trường hợp này thì khi tạo tài khoản, các bạn sẽ cần phải bấm tích vào ô I require special arrangements. Điền phong thông tin theo yêu cầu và nộp những giấy tờ cần thiết cho phía Pearson Review. Giám thị sẽ nhận những thông tin đưa xuống từ phía Pearson và đến ngày thi sẽ hỗ trợ phù hợp cho bạn. Trong trường hợp này thì nếu trong quá trình thi, bạn cần phải ra ngoài để uống thuốc hay là làm một điều gì đó theo chỉ định của bác sĩ, thì thời gian break này sẽ hoàn toàn không bị trừ vào thời gian thi. Còn trường hợp thứ hai là cần phải ra khỏi phòng thi do một vài tình huống bất ngờ, ví dụ như là anh Tào hỏi thăm chẳng hạn. Trong trường hợp này thì thời gian các bạn ra ngoài break sẽ bị trừ vào thời gian tổng của bài thi. Nên là các bạn nhớ lưu ý chế độ ăn uống ngủ nghỉ trước ngày thi để tránh những trường hợp này xảy ra nhé. Dù
Dù là một bài test được làm hoàn toàn trên máy tính và bạn sẽ không bị tâm lý đối diện với giám khảo. Tuy nhiên thì đi thi ai mà chả bị tâm lý đúng không? Và điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới sự tập trung và cách thể hiện bài thi, đặc biệt là trong phần thi speaking, phần thi đầu tiên của PTE. Vậy thì có mẹo nào để giữ được bình tĩnh và duy trì hơi thở ổn định trong suốt phần bài thi speaking hay không? Cô Amy sẽ bật mí và hướng dẫn cho các bạn trong video sau nhé. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì đừng tiếc gì một like, một đăng ký kênh và mở nút chuông thông báo lên để không bỏ lỡ bất cứ thông tin mới nào từ Helper và cô Amy nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye!